Vi dắt xe giùm tao ấy coi. Chờ tao chút, sắp xong rồi. Ủa mà ông Nam không đưa mày xài điện thoại thiệt hả? Ừ, nhưng mà tao mượn xài có 1 năm mà. Rồi đủ năm chưa? Mới mượn qua. Ê, làm mày đưa tao mượn xài 364 ngày còn lại đi. Đủ năm tao trả ổng cho. Xong. Nè, xe để tao dắt cho. Mày không thích người ta thì đừng có mà thả thính. Làm như vậy là tạo nghiệp đó con. Mày đừng có mà gieo gắt nữa. Chuồng con trai đẹp dữ rồi ba. Ê nữa kìa. Em mà đâu đẹp đâu. Thôi kệ, con trai nhìn cũng được. Dàng với anh, em đã bao lần yên sâu.
rước cống tưới cây tưới quắc mà tắm cái gì, lũ điên. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lời. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. À. À, vô vô mua mắt kính thầy giáo anh ơi, 35.000 đồng giá luôn đó luôn. Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lần người đến vô tận chắc sao được sự tàn nhẫn, anh chót vô tình như là em gái. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh, càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mím sâu bờ môi, ấm áp dịu dàng với anh. Cho tôi hỏi, sao em giả gái hoài vậy? Giờ em nói chị nghe này nè. Nếu như Hương Tràm là nam ca sĩ đi, rồi em làm đàn ông thì chị coi. Hợp lý không? Hợp lý. Rồi, cảm ơn chị. Mở lại khúc nãy giúp em. Ok. Ấm mắt dịu dàng với anh, em đã bao lần yên giấc. Nhìn trên cao, khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh. Tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa, dần giống em ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lời. Chuyện gì? Cơm nước gì chưa? Gì? Ăn cơm chưa? Em này có bị điên không? Là giờ này mà ăn cơm chưa? Chưa. Trời đất ơi, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 12 giờ khuya rồi đó. Khuya lơ khuya lắc rồi mà chưa chịu ăn cơm nữa. Sao mày không tự bảo vệ sức khỏe mày vậy? Mày biết sức khỏe quan trọng đúng không? Không có sức khỏe rồi không có làm được gì đâu. Không có bảo vệ được đất nước, làng, xã, xóm gì, người thân, bạn bè mày đâu. Như thầy Vũ đó. Thầy Vũ làm sao? Lúc chiều nghe nói là lên cơn đau tim nhập viện rồi. Ôi, hẹp 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 quá, xa xa rồi, xa rồi. Mày nói cái gì? Thầy Vũ nhập viện lúc chiều, bây giờ mày mới báo tao? Thì lúc chiều nghe tin xong tao về nấu cơm ăn, có sức khỏe tao qua tao báo cho mày liền nè. Con điên. Xong chở tao đi á. Cái xe này chở gì nữa mà nói. Ừ, đi nhớ ăn cơm nha, đừng có bỏ bữa nha. Tôi chưa chết bác sĩ. Sợ lạnh. Trị được cắt bỏ thành công, cắt bỏ xong người thân thiết có thể vào thăm viếng thăm. Khi
đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi, ấm áp dịu dàng với ai. Em đã bao lần yên giấc. Nhìn trên cao, quang trời yêu mà em đã dành cho anh. Giờ bay đến, quyền thành bao sông tố đang dần kéo đến. Trời non háo hức đang đợi mưa. Sắt sắm em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh. Tỉnh rồi, còn có thể vào thăm con trai bắt được rồi đó. Cảm ơn người mẹ phúc hậu ấy đã cho tôi một tình yêu thanh xuân thật đẹp. Cảm ơn mẹ đã cho con cái kết thật khác với bản gốc, cho tụi con hạnh phúc bên nhau. Nhớ like và share nhé.